Tàu sân bay Liêu Ninh cùng 40 tàu chiến, tàu ngầm, dàn hàng trên biển Đông. Chỉ một tuần sau khi đi qua eo biển Đài Loan, nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn nhằm phô trương sức mạnh quân sự ở khu vực ngoài khơi đảo Hải Nam trên biển Đông. Ngày 27 tháng 3, Reuters đưa tin, theo những bức ảnh vệ tinh được công ty Planet Labs Inc tại Mỹ công bố một ngày trước đó, Trung Quốc đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh với hơn 40 tàu chiến và tàu ngầm tới biển Đông để diễn tập. Trước câu hỏi của giới phóng viên về cuộc tập trận quy mô lớn hôm 27 tháng 3 của Trung Quốc, thư ký nhà trắng Sarah Huckabee Sanders cho hay: "Chúng tôi luôn theo dõi sát sao tình hình và hiện tại tôi không có gì để nói về sự kiện này." Ông Colin Cott, một chuyên gia an ninh hàng hải tại trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore nhận định, theo những hình ảnh được công bố, Trung Quốc dường như muốn phô trương sức mạnh của hạm đội Nam Hải với khả năng cùng phối hợp hành động với nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh đóng quân ở thành phố Đại Liên ở phía Bắc. Trước đó hôm 23 tháng 3, CCTV cho hay Hải quân Trung Quốc đã có kế hoạch tổ chức tập trận ở Biển Đông. Phát ngôn viên Hải quân Trung Quốc cũng khẳng định đây là cuộc diễn tập thông thường và không đe dọa tấn công bất cứ quốc gia nào. Hôm 25 tháng 3, chuyên gia phân tích quân sự Song Rongping đã chia sẻ với tờ thời báo Hoàn cầu rằng, Biển Đông và Biển Hoa Đông sẽ là những mặt trận chính, do đó Hải quân Trung Quốc sẽ tổ chức tập trận thường xuyên và hàng tháng, chứ không giống như những năm trước.